Thời gian dần trôi, phong cách thời trang cũng dần thay đổi. Những thiết kế thời trang mới đã dần dần phá đi những quy tắc cũ, lỗi thời. Nó mang lại cho làng thời trang sự khác biệt, mới mẻ. Trong video trước, các bạn đã biết được năm quy tắc phối đồ đã tồn tại từ rất lâu trước. Sau đây, ô ba sẽ cùng các bạn khám phá tiếp phần còn lại trong 10 quy tắc phối đồ nam lỗi thời phần 2 nhé. 6. Kết hợp quá nhiều họa tiết Đây là một trong những quy tắc thời trang gối đầu của rất nhiều thương hiệu xưa từ thương hiệu đường phố cho đến thương hiệu cao cấp, chơi đùa với họa tiết được xem là điều cấm kỵ vì nó phá vỡ đi sự tinh tế vốn có của trang phục. Tuy nhiên, với sự độc đáo trong thiết kế ngày nay, việc phối đồ họa tiết khiến outfit trở nên thú vị và tinh tế hơn rất nhiều mà vẫn đảm bảo được chuẩn mực vốn có của trang phục. 7. Không bao giờ kết hợp giữa hút đi và tai lao dinh Ngày trước, hút đi được xem là ai từng thời trang dành cho trẻ vị thành niên. Và cũng không ai ngờ được với sự phát triển về ý tưởng và tính táo bạo trong thời trang, một ngày nào đó, hút đi và tai lo Dinh lại có thể kết hợp cùng nhau. Việc kết hợp giữa những chiếc hút đi vừa vặn cùng với những bộ xui tối giản giúp mang lại cho người mặc sự trẻ trung năng động mà không làm mất đi sự sang trọng lịch lãm vốn có của những bộ xui. 8. Luôn hạn chế kết hợp phụ kiện thời trang Đôi khi, moi sờ mo cũng là cách để nhấn nhá cho phong cách thời trang của bạn. Thắt lưng da sang trọng, mũ rộng vành, khăn quảng cổ hay những chiếc kính dâm sai đại. Chỉ cần biết hài hòa, bạn hoàn toàn làm chủ được xét phụ kiện của mình mỗi khi ra ngoài. Nó sẽ giúp cho tổng thể của bạn trở nên hoàn hảo hơn. 9. Không mang vớ màu trắng Ngày nay, những chiếc vớ màu trắng ngày càng được ưa chuộng nhiều hơn, không chỉ mỗi giới trẻ. Nó là ai từng duy nhất giúp bạn mix được hầu hết với mọi kiểu giày, cũng như mang đến cho bạn một vẻ ngoài thanh lịch và tươm tất. Hãy thử mang vớ trắng bên trong một mẫu giày Vans bạn thích và diện cùng quần jean. Bạn sẽ nhận ra vẻ đẹp luôn bị chê nhàm chán này lại đáng ngạc nhiên đến thế nào. 10. Không bao giờ mặc áo thun bên trong xui Áo thun vốn được xem là một ai từng bình dân và nó không phù hợp khi mặc chung với xui, ai từng điển hình cho sự trang trọng. Và đây đã từng là một định kiến thời trang trong thời gian trước. Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, việc kết hợp áo thun và xui không còn là điều xa lạ. Chưa kể, chúng tạo nên một sự mới mẻ và phá cách trong ngành thời trang. Nó đưa những bộ xui trở nên gần gũi và mang tính ứng dụng cao hơn. Như vậy, Oba đã cùng các bạn tìm hiểu 10 quy tắc phối đồ nam lỗi thời mà chúng ta nên phá bỏ. Hy vọng rằng sau video này, bạn có thể hoàn thiện hơn gu thời trang của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhấn like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều video mới từ Oba nhé.